đến với chúng tôi trong hành trình kết nối những trái tim. Hãy trải nghiệm để thấy mình trưởng thành hơn. Hãy hòa mình và cùng nhau vượt qua gian khổ, cùng sẻ chia với người dân trong vùng còn nhiều khó khăn vất vả. Hãy tìm một nửa đích thực của bạn và cùng nhau trở về. Hãy bước xuống phố với nụ cười tươi dịu dàng, đón lấy nắng sớm chiều qua hàng cây buổi sáng. Muốn cất tiếng nói thiết tha dành cho mọi người mà lòng ta hồi hồi mãi. Ngày ngủ chi một lời nói. Quá hay, quá hay và rất hay. Thưa quý vị và các bạn, tôi chờ đợi mãi mới đến giờ phút này để chúng ta cùng đến với phần tiếp theo của hành trình kết nối những trái tim. Ở nơi mà chúng ta đang chờ đợi kết quả của cuộc tỏ tình giữa Duyên và Mưa, hai người này đang bị tách biệt ở hai khách sạn khác nhau, thì Bột xin vé để làm gì và tỏ tình với ai? Vậy, đợi, em hiểu rồi. Tức là... Nói chung là nói vậy là được rồi, bây giờ theo dõi tiếp đi. Nói chung là thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng xem tiếp được chưa? Vâng, nào chúng ta... Đây là những hình ảnh và diễn tiến tình cảm của 7 người trên chuyến xe ở số trước. Dạ, Bột là lo lắng cũng như là quan tâm đến Mưa nhiều hơn. Thật ra thì em cũng tin tưởng vào tình cảm của Mưa. Thế đẹp không? Quyết định là sẽ tỏ tình với Mưa. Rin đã đi đến quyết định tỏ tình với Mưa. Bột khá tin tưởng và quyết định sẽ ở lại và cùng anh tiếp tục tìm hiểu nhau trên hành trình. Nhưng rồi Bột khá hoang mang khi biết rất có thể Mưa sẽ cùng về với Rin. Đến cuối đêm hôm đó, Bột cũng muốn tỏ tình với Mưa. Liệu ước nguyện này của Bột có trở thành hiện thực? Diễn biến câu chuyện sẽ có những đột biến gì? Mời các bạn cùng xem. Tập 121. Quyết định. Theo thể lệ của chương trình, khi một bạn nam tỏ tình với một bạn nữ thì hai người sẽ bị cách ly tại hai khách sạn khác nhau và không được gặp các thành viên còn lại. Người được tỏ tình sẽ có một đêm suy nghĩ rồi sáng hôm sau sẽ đưa ra quyết định. Nhưng Bột có vẻ không còn để ý đến quy định đó nữa. Dạ, muốn xin vé giờ hành trình. Ôi giời, giờ 10 rưỡi rồi. Nhưng thật ra thì bây giờ mình quyết định. Hả? Bây giờ em quyết định xong. Em quyết định như nào rồi? Em quyết định là sẽ tỏ tình với Mưa ngay bây giờ. Rất là tiếc là muộn quá rồi, anh không thể nào làm việc đó cho em được. Không thể nào trao vé cho em được. Lần này Bột làm găng thực sự. Em muốn ngay bây giờ, bởi vì là cái việc này nó là tình cảm của em với Mưa, dĩ nhiên cũng phải tuân theo những quy tắc của chương trình. Nhưng mà nếu mà chương trình không cho phép thì em sẽ đến để nói chuyện với Mưa thôi. Còn không cần thiết phải ekip. Bởi vì nếu không làm trong ngày hôm nay thì không thể được em làm với Mưa thôi. Thì cũng có thể sáng mai em có thể em gặp Mưa. Thật ra thì cái việc tỏ tình của em nó cũng đơn giản thôi mà, anh chỉ nói một vài câu với Mưa là xong. Không, anh biết thế. Nhưng chương trình sẽ sẵn sàng tạo điều kiện cho em. Mai em nói có điều gì em nói thẳng với Mưa. Tranh luận một hồi lâu rồi Bột cũng có vẻ nguôi. Dĩ nhiên là cái trường hợp xấu nhất là Mưa đi về Green cho. Nhưng dường như anh chàng đã suy sụp hoàn toàn. Thế thì cái khoảng thời gian mà muốn quen được một người giống như Mưa ở trên hành trình quá khó. Tình cảm không phải đơn giản mà cứ đến rồi đi như thế được. Trường hợp mà Mưa đồng ý về cùng Green, em vẫn cứ giam nói chuyện với Mưa. Em vẫn nói hết cái tình cảm thật của mình để cho Mưa hiểu. Nhưng mà vì là mình là người đến sau, mình là người trưởng thành đến sau, đâm ra mình phải chấp nhận. Nhưng cái tình cảm thật của mình là như thế. Mình nói để cho Mưa hiểu. Em hiểu chưa? Em hiểu. Cảm ơn anh. Rồi, anh nhé. Em chui đúng rồi. Rồi. Hay da, bây giờ là không được vé rồi. Em thật là buồn cho Bột quá đi ạ. Quá đi thôi. Kể như là tiêu rồi đó. Không biết là các bạn trong tình trạng đó thì các bạn như thế nào? Tại vì từ hồi đó tới giờ chưa có ai làm việc này hết, đúng không? Đúng. Cái hành động đó thì chị không chấp nhận. Người kia đã nói rằng là sẽ là người tỏ tình trước. Thì đương nhiên là Bột phải tôn trọng. Nhưng mà tới cái mức này sợ mất đi cô Mưa này thì anh ấy lại chạy theo để làm một cái việc gì đó cho riêng mình. Một điều rất là hợp lý đó chính là phải tuân thủ theo nguyên tắc của chương trình. Thứ nhất là bây giờ quá muộn rồi, không tổ chức đưa vé để tỏ tình nữa. Điều đấy là quyết định. Em và chị Siêu đang rất là nóng lòng. Đang muốn biết cái kết quả như thế nào. Thôi bây giờ chúng ta xem tiếp nhá, xem tiếp nhá. Chương trình nào xem tiếp. Đêm đó quả thật dài với cả ba người. Cả đêm hôm đó, người ta không còn thấy chàng Bột tự tin của mọi ngày, chỉ còn người thẫn thờ này. Hết hy vọng chủ động xoay chuyển tình thế, đành chờ đợi và tin tưởng vào Mưa. Tuy thế vẫn sẵn sàng cho hình tình huống xấu nhất. Cảm giác chủ đạo là sự trống rỗng. Chợt thấy những ngày bên nhau sao mà ngắn quá.
từ nay không còn thấy nụ cười ấy nữa, chẳng dám nghĩ thêm. Còn đây là cô gái đang làm con tim hai chàng trai điên đảo vì yêu, lên hành trình mang theo hình mẫu của người bạn trai lý tưởng. Nếu thấy nhìn ngoại hình một xíu thì là những bạn cao, chút nữa là ga lăng. Nếu bề ngoài lạnh lạnh một chút thì càng hay, nhìn có vẻ bí ẩn lắm. Nhưng cô không ngờ có tới hai chàng trai đáp ứng đầy đủ những điều kiện đó. Chỉ có một điều, cả hai người đều dành tình cảm cho cô. Để giờ đây Mưa đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Người Mưa dành nhiều tình cảm hơn thì lại cách xa cô gần 2.000 cây số. Người kia thì gần gũi, luôn ở bên, luôn nhẹ nhàng chăm sóc. Nhưng tình cảm của cô thì mới chỉ nhỉnh hơn tình bạn, chưa thể là tình yêu. Cất giữ rất kỹ kỷ vật của bột tặng. Không hiểu cô gái với tính cách khi mưa khi nắng thất thường, nhưng cũng lại rất lý trí này sẽ quyết định thế nào. Buổi sáng quyết định. Nhớ lại ngày 7 thành viên đi xem bói tình duyên tại Angkor Wat. Hôm đó trong 4 chàng trai duy chỉ có Rin và Bột là bốc được quẻ. Cả Rin, cả Mưa đều được những quẻ tốt. Tất cả những cái việc mà mình cần làm sẽ được hết. Tất cả những cái việc mà mình cần làm sẽ được hết. Còn hôm nay người ta sẽ có dịp để kiểm nghiệm những lời phán này. Tất cả những cái việc mà mình cần làm sẽ được hết. Rồi mưa cũng đến. Chắc hôm qua thì em cũng đã suy nghĩ rồi. Thì hôm nay anh chờ đây, chờ câu trả lời của em. Từ lúc trước á, khi mà anh bước chân lên hành trình á, thì tình cảm của anh đối với em thì em không có cảm nhận được tí nào hết á. Rồi thêm một cái nữa là đã lúc đầu rất là bức xúc về anh. Con trai mà không có ga lăng lại hay than vãn. Rồi em với anh nói chuyện rất là tự nhiên, như những người bạn thôi. Nên cái quyết định đưa ra thì rất là đơn giản. Nhưng mà từ lúc ở Nha Trang, lúc ở Nha Trang thì em bắt đầu cảm nhận rồi là người đã làm cho em, quan tâm em, rồi biết em thích cái gì, ghét cái gì. Rồi sau khi lên Đắk Rông thì em cung bậc tình cảm của em cũng có thay đổi, chú ý đến anh nhiều hơn, rồi cũng nói chuyện nhiều hơn. Nói chung là nếu mọi việc như lúc trước thì đơn giản quá, nhưng mà như vậy là em đồng ý. Em thì không muốn anh về một mình, tự nhiên như vậy. Vậy anh nghĩ sao nếu như em đồng ý về với anh? Thì chắc chắn anh sẽ cố gắng mà bù đắp, cũng như là dành tình cảm nhiều hơn. Có lẽ là ban đầu anh đã hơi vô tâm, mặc dù là anh đã để ý em rất là lâu rồi, nhưng mà có lẽ là do cái tính. Đúng rồi, có một thứ. Cảm ơn anh những ngày ở Đắk Rông đó, là anh đã tặng cho em cái khăn này. Nói chung là rất là ấm. Rồi cả cái áo này là khi em lạnh á là rất là cảm động. Nhưng mà anh sẵn sàng cởi áo cho em bận mấy bữa nay rồi mà anh gửi lại anh. Cái này thì em gửi lại anh cái áo. Cái này em sẽ giữ. Rồi. Trân trọng nó giống như tình cảm của anh cho em. Như nói thì em em sẽ về với anh thì như vậy đồng nghĩa cái gì là em không tôn trọng cảm xúc của bản thân, cũng như không tôn trọng anh. Vì em nghĩ tới thời điểm này thì độ tình cảm của em với anh thì chưa đủ để mình có thể về và tiếp tục phát triển tình cảm. Nhưng Rin không để Mưa nói hết câu. Và anh cũng có một cái món quà kỷ niệm ngày hôm nay. Do chính tay anh gói nên nó xấu quá à. Nhưng mà tất cả đều là tình cảm của anh đã chuẩn bị từ trước. Em có thể nhận và mở ra xem nó là cái gì. Mở ra được hả? Được. Mở cái gì vậy? Em một cái hoa hồng cài áo. Cảm ơn. Nó đẹp không? Bao nhiêu tình cảm hôm nay. Hy vọng rằng khi anh về thì anh sẽ không quên em như mọi người. Làm sao mà quên được.
dù gì thì cũng cảm ơn em đã chấp nhận cái lời tỏ tình có lẽ là hơi vội vàng này, nhưng mà em thực sự là rất cảm ơn và rất là vui. Cũng phải mỉm cười thôi em. Cái này chưa tặng kịp cho mấy em. Với mẹ nha Liên. Đi nha. Yên tâm nhé, yên tâm nhé. Chắc chắn là mình gặp nhau. Thế là Rin đã rời hành trình một mình. Câu chuyện đi tìm một nửa của Rin khép lại như thế. Ta đã được giải tỏa cái cảm giác nghẹt thở. Hai bạn đều rất là dễ thương. Không, nói chung là chị đã có cảm giác này rồi. Thật sự là vậy. Mình ngồi ở đây cũng cảm thấy buồn rồi. Huống hồ chi những người mà ngồi cùng chuyến xe đó. Quan điểm của bạn thế nào hả Trinh? Nãy giờ em không nói được gì tại vì em xúc động. Một phần giống như cái chuyện tình cảm của em. Mình cũng có tình cảm với người đó. Và người này thì mình lại thích hơn. Đối với em ở trong trường hợp của Mưa, em thấy Mưa khóc. Mưa khóc là tại vì mình đã là một người đau lòng và thất vọng, tan vỡ trái tim vì mình. Jin đã phải chia tay hành trình, thưa quý vị. Và chúng ta cũng có thể thấy là một cái hành động rất đẹp. Khi mà Mưa vừa bước ra bên kia đường thì Bột đã chạy ra xách túi rồi đỡ vào, đúng không? Theo tôi nghĩ đây là lời tỏ tình đầu tiên của cặp đôi đầu tiên của hành trình năm thứ 3 mà thất bại. Không hiểu những cái lời tỏ tình phía sau sẽ như thế nào. Tôi cũng lấy làm tiếc, bởi giá như mà thành công được thì sẽ khởi đầu một năm mới với những mối tình tốt đẹp hơn. Ngược lại tôi cũng lấy làm mừng bởi vì là các bạn đã dám sống thật với cảm xúc của mình, với tình cảm của mình. Cảm ơn chương trình Hành Trình Kết Nối Những Trái Tim cho chúng ta những sắc thái và cùng bậc cảm xúc khác nhau. Một tràng vỗ tay dành cho Hành Trình Kết Nối Trái Tim. Và băn khoăn tiếp tục của Xuân Bắc sau đây đó chính là Bột sẽ hành động như thế nào. Chúng ta cùng xem tiếp. Về tới khách sạn, Bột cầm ngay hành lý của Mưa chạy lên phòng. Ekip tranh thủ hỏi tâm sự của Bột. Em rất là vui. Dạ. Sự là khi mà Mưa đã quyết định làm theo trái tim, tiếp tục cái hành trình. Tối hôm qua thì khi mà đứng trước cái nguy cơ mà có thể mà mất, có thể mà không có cơ hội để tiếp tục với cả người mà mình đã theo đuổi suốt từ đầu giờ thì khi đấy em cũng thực sự muốn là làm đủ mọi cách để có thể mà bằng một cách nào đấy mà có thể giữ Mưa, có thể nắm lấy cơ hội của em lúc đó. Nên lúc đấy em đã cố gắng bằng tất cả mọi cách, nhưng sự cái giải pháp cuối cùng vẫn đang chờ đợi. Ngay lập tức Bột hẹn gặp Mưa. Đây này. Hôm qua anh không có nhiều thời gian để chọn bài nào cả. Hôm nay vớ được bài này, anh vội vàng ghi hợp âm. Nhập âm xong rồi anh viết ra giấy. Mà dần dần thuộc. Bởi khi có em này, bài này này, anh thuộc hết mà. Để bắt đầu nghe. Trong tim này với em tôi sống.